Diễn đất trúng nguyên cái nắp luôn, còn gọi nó phê á. Bán có nổi lắm kìa. Nghe con nào vậy? Con kìa, gớt kìa, gớt kìa, gớt kìa, gớt kìa. Thôi á, gớt kìa, gớt kìa, gớt kìa, gớt kìa. Thôi á. Xin chào toàn thể anh em đam mê nát cao su nha. Mình là Lợi Vlog nha anh em. Thì ngày hôm nay Lợi mới nhập được một mớ phụ kiện nát cao su về phục vụ anh em đam mê nè. Anh em có mua gì ủng hộ Lợi nha. Là cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em. Thì Lợi sẽ giới thiệu cho anh em những mặt hàng ở bên Lợi nha anh em. Lợi có bán thùng hai loại thùng thôi anh em ơi. Thì thùng Risa và Usos nha. Thì hiện tại giờ Risa là có 0.65 màu trắng. Trắng trong nè anh em. Trắng thùng V3 nha. Và thì size 0.55 màu vàng. Usos thì là có hai màu nha anh em, màu hồng và màu xanh nha. Còn anh em nào mà có mua thùng mét Lợi sẽ cắt theo yêu cầu anh em. Thì thùng mét bên Lợi là bán một mét vậy là 110.000 nha anh em. Lợi sẽ tặng kèm cho anh em là 10 miếng da nâu và một cái luồng thun với một cuộn dây buộc 20m nha anh em. Còn anh em nào mà có mua thun buộc sẵn thì là có buộc sẵn cho anh em là 10 bộ như vậy là 100.000 nha. Anh em mua 20 bộ Lợi sẽ tặng kèm cho anh em 2 bộ. Và tất cả thun buộc sẵn là sẽ đều buộc bằng cho anh em thun đều buộc cho anh em bằng da cáo mini nha. Đó. Còn anh em nào có mua ná tàu thì Lợi bên Lợi có ná tàu anh em. Lợi có nhập được một mớ ná tàu nè. Thì ná tàu Lợi bán giá học sinh nha anh em. Anh em cần thì anh em cứ nhắn tin với Lợi là sẽ tư vấn cho anh em. Thì Lợi có ná thì nó mới vừa về thôi anh em, nên Lợi chưa có thời gian là đánh bóng bo cạnh. Thì anh em có mua là sẽ đánh bóng bo cạnh cho anh em cầm rất là ôm tay nha. Thì mỗi một cây ná như vậy là Lợi sẽ tặng cho anh em là 5 bộ thun như thế này nè anh em, và tặng kèm cho anh em một túi bi để tập bắn nha. Thì ná thì Lợi có giống như là Long Phụng nè, T3 nè, Sao Thiên Mã đó. Thì anh em có mua gì anh em ủng hộ Lợi nha. Rồi là cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi tí xăng thôi. Đây anh em, ly phê ít đường thôi nha anh em ơi. Thì Lợi có mặt tại chỗ uống cà phê điểm hẹn của anh em tụi mình nè. Đây là ná thủ đức nha anh em. Anh em mình nấu một phê cái rồi mình đi ăn sáng, cái mình đi nha. Sớm vợ có mua cho Lợi hai cái bánh bò khá là ấm áp nha anh em. Chết. Hơi bị khét đấy không anh? Bắn kinh gì mới qua. Sáng sớm. Trời. Anh em rất là đẹp nha. Ôi sáng sớm bật lại lội rồi anh em ơi. Wow. Lợi hôm nay có hẹn với anh Đức nha anh em. Thì hôm nay Lợi có đi làm video anh em xem nè. Trên đường ra là bắn chết chú cò nè. Thì Lợi ra lại lụm cho anh em xem nha. Đang trên đường đi ra thôi anh em ơi, chứ chưa gọi là đi săn nữa.
tình cờ gặp lại bắn luôn nha. Bộ thun cũ rồi nè, mấy ngày rồi nha. Được coi đây, sáng sớm lại hạ được Ngọc Trinh. Anh này đây, con này chắc bắn ngang người quá. Đây, wow, mới sáng sớm mà hạ coi nha, mập lắm nha anh em. Em xem nè, bự lắm chứ không nhỏ đâu nha. Wow, khá là nặng ký đấy anh em. Thì từ đó mà bắn ra đây cũng 40 mét nha anh em, chứ không gần nha. Gặp lại mà không bay thì thôi tiêu. Đây, wow, khá là bự. Rồi, tiếp tục nha anh em. Khởi đầu buổi sáng vậy là khá là ok nha. Quá đã. Cò trắng kìa cha. Cò trắng đậu sẵn đây ai thấy. Nãy em thấy không kịp, thấy kịp chết. Trời ơi. Ồ, cò nhóc chưa anh em? Anh lại đưa em về. Bắn nhau chết nha anh em, mấy cò nguy hiểm lắm. Mình phải bắn cho nó chết luôn, chứ để không hôi nó mổ mình á anh em. Mình sơ ý nó mổ vòng mắt là nguy hiểm lắm nha. Nên mấy anh em mà có hạ được cò thì cố gắng bắn cò chết rồi hả đùm nha. Nha anh em, mình đừng có mạo hiểm mà mình cầm nhiều lúc á anh em sơ ý một cái là nó mổ vô mắt mình là nguy hiểm lắm nha. Đây, mới hạ được con cò này. Khá là đẹp nha anh em, Ngọc Trinh buổi sáng nha. Rồi tiếp tục anh em ơi, let's go. Đi chạy vô bắn hay dừng sao, xe lại luôn. Đây, ngay đầu. Nó định nhóm nó bay với em nhưng nó đâu còn kịp anh. Ê, con tỉnh hả? Gì? Ây à. Thôi. Má đứt tay mà. Ây à. Đừng coi nha anh em. Đứt tay em ơi, anh đứt ơi. Đứt tay. Hả? Cánh hả? À, em không biết nữa. Cái mỏ của nó bén quá. Coi nha anh em. Rồi, tiếp tục nha. Anh Đức. Ôi, không thấy. Có ai bịt mắt luôn là giờ này không biết. Ai hả? Lỡ rồi. Bắn cò rút cổ ngon nha. Cú nữa cả. Cần em nhảy xuống. Đậu xe lại luôn chứ nhảy gì. Kể từ lúc tay đau tới giờ muốn xuống luôn. Trời ơi. Không thể đừng bán. Thank you.
Anh giờ có một con nó phê lắm á. Ôi không gặp đâu. Mình thì mình uổng. Con nè, coi nè, đừng có. Đó. Hay cổ. Thấy em lấy uy tín nha anh chưa? Anh Đức. Con này thì xin vĩnh biệt rồi anh này. Hả? Đây. Tiếp tục nha anh em. Con này còn thứ mấy là con nhớ nữa, quá trời bắn đây. Yes, quá đã. Anh em ơi, thầy lại đang vô trong cái vườn dạc của anh Đức. Anh Đức chỉ đứng ở ngoài này nha anh em. Anh Đức chỉ lại là trong này có cái vườn dạc khá là nhiều dạc nha. Thì là sẽ cố gắng quay cho anh em xem, anh em đón xem video của lại nha. Anh em coi có gặp con dẹt nào không nghe. Anh em cũng con à. Sao đỡ được. Chúng. Chúng. Vĩnh Đức. Chúng nguyên cái nắp luôn á, người gọi đó phê á. Bác có nổi đâu kìa. Yeah. Con nào vậy? Con kìa, gớt kìa, gớt kìa. Gớt kìa, gớt kìa. Thôi á. Đã bối em rồi, thầy bối đã nói rồi. Ok. Cò nó gớt gì chết luôn. Đi săn nắng mưa đồ rồi đủ thứ cho anh em, nhưng cũng phải đi làm video cho anh em xem để mình cố gắng để cho anh em nhớ về cái khí ức, cái tuổi thơ của mình nha anh em. Hiện còn đây là bắn vô đây đâu đây vài cái lắm chứ cơ. Anh em thấy pha bắn này có hay thì anh em cho lại xin một like, một đăng ký kênh nha anh em, để có động lực làm nhiều video hay hơn cho anh em xem nha. Rồi let's go anh em. Trời ơi, bụng bẹo vậy đó, coi sát đi. Máy đã bấm sẵn, khung bi có sẵn, chỉ chờ mày bay luôn. Bay lên, bay lên, bay lên, ôi mà bay lên, tao đây không chờ mày nữa, chắc tao bắn liền, bắn liền. Cò đâu? Bay lên, bay lên, bay lên, ôi mà bay lên, tao đây không chờ mày. Trời ơi, xíu anh Đức ơi. Em thấy cái đà nó lẹn quá, em bắn chân đầu về bên trái chứ. Được lắm. Không kịp. Yeah. Anh em đếm giùm lại con cò này là con cò thứ mấy rồi anh em?
hết sức bình tĩnh. Trời ơi, rồi hello anh em thì lại đi săn lấy về rồi anh em ơi. Thì đi săn tới trưa là về nha, lại với anh Đức chia tay. Thì đây là thành quả của loại bắn ngày hôm nay nè. Thì bắn được một con vẹt nha, ba con cò bợ, ba con cò trắng với một mớ cu nữa nè. Đâu bốn con cò trắng nè anh em ơi. Đây rồi, video của lại kết thúc tại đây nha anh em. Anh em nào có mua thun mi ná liên hệ số điện thoại là để trên màn hình nha. Rồi, bye bye, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.